Xin chào cả nhà và các bạn. Sau hôm nay trời tuyết đẹp quá, đi xuống cái khu nhà mới với căn nhà của mình để coi nó tới nó xây tới đâu rồi mà hôm nay trời tuyết, bởi vậy người ta cũng đóng cửa. Thì cái căn nhà này khoảng cuối tháng 3 mình sẽ làm giấy tờ xong rồi sau đó sẽ làm vô. Nắng lớn. Lạnh quá. Đi ra đi coi thử. Thì bữa nay trời tuyết, bởi vì mình lên mình quay chút xíu để kỷ niệm cái mùa tuyết á. Đó thì cái nhà này bây giờ nó xây đó. Ok đi tới đi. Và nó có tuyết đậu trên mái nhà thấy đẹp. Trời lạnh lắm, bởi vì để Ryan với bố mình ngồi xe rồi chút xíu sẽ cho Ryan đi xuống. Bây giờ mình đi một vòng ra đằng sau coi. Đằng vòng ra đằng sau coi tới đâu rồi. Đi em. Đó đằng sau nè cả nhà. Thì chắc khoảng 2 tháng nữa là mọi việc sẽ xong hết đó. Đây ở đằng sau đây. Xa xa thì cũng có một hai căn cũng sắp hoàn tất rồi đó. Thấy không, thấy hai căn màu xanh ở giữa không? Đó thì người ta chưa có làm siding đó. Đó. Đó xung quanh nhà ở đằng sau nè. Người ta lóc cửa rồi bởi mình không có vô được. Hôm nay lạnh quá à. Ở dưới đây lạnh hơn tuyết là đổ à. Đổ trái đó các em. Điên vòng hết coi. Nhiều nhà dọn vô rồi. Dạ hồi nãy mình cũng có làm quen cái ông Ấn Độ đối diện nhà mình. Thì ổng đã dọn vô khoảng tháng 10. Coi như là được khoảng gần 4 tháng rồi. À, bây giờ mình cho Ryan với lại ông ngoại Ryan đi xuống cũng đảo một vòng chơi. Ryan đi chơi tuyết đi con. Đi. Bây giờ mình đi ra đằng sau ha. Đây ông ta xuống nhà Ryan chơi nha.
Đó rồi đi ra làm sao nè, bỏ tay vô túi quần nè. Đi. Đi ra phía sau rồi nè. Đây là đây. Đi con. Hôm nay nhằm bữa chủ nhật, bởi vì trời tuyết, bởi mình cũng có được vài cái hình ảnh tuyết ở trên nhà mới. Đó thì cái khu tuyết bên này nè, trời ở ngoài rất là lạnh. Cảnh tuyết đẹp quá mọi người ơi. Với mình ráng mình quay vài đoạn video clip ngắn để kỷ niệm. Hôm nay là coi như là cuối tháng 1 rồi, 31 tây rồi. Ngày mai là 1 tây tháng 2 rồi. Thì đây là cái trận tuyết thứ nhì. Cái lần đầu tiên thì cũng không có nặng lắm. We'll be right back.
Thì trên đường đi về á, thì để thấy trời vẫn còn sáng thì mình ghé vô một cái park. Mình quay vài đoạn clip tuyết cho mọi người xem. Đó, cái công viên ở đây nè.